những cái quả sơ qua, như quả thiên ngoại tiền đây nhá, một này. Đấy. Không chi tiết nhá, đây. Hai này. Ba này. Thằng nào bay bay như này. 4 này. Mod Z mà hữu cường này. 5 này. Hữu cường đâu? Đây. 6 này, hồi 6 này. Đây là một, chỉ là một góc của cái lôi phong này. 7 này, thằng này thế này, 7 này. Thằng này nhưng nó không đeo. Thực ra đấy này, thằng Misaki này. Nó không đeo thôi. Đấy, còn hiện tại ở đây là hiện diện 7 thằng thiên ngoại tiền đứng đây. Không biết là liệu một thằng này nó có cân được cả cái server kỳ lân không anh em? Theo anh em liệu được không? Tại vì bên đấy không có trùng mà. Kinh phết đấy, bọn này ghê gớm. Không nổi đâu anh. Anh em cho mình hỏi giờ tải game ở đâu vậy? Ui tải làm gì bạn ơi? Bây giờ bạn vào sau làm sao mà ăn được những thằng này? Tải làm gì? Làm sao mà ăn được? Những thằng này nó búng phát là bạn hẻo ngay. Tốt nhất quay đầu là bờ nhá. Không, khả năng là ví dụ như là nếu mà nó cân ấy thì khả năng là giả sử như một PT Ngami danh hiệu 20 khả năng nó cân hết rồi đấy, nhưng mà một thằng thì hơi khó, một thằng thì hơi khoai. Thằng nào đây, thằng nào tiêu chí đây. Thằng Lem Pheng này, thằng Lem Pheng này. Thằng này lại gạ khiêu chiến này. Thằng này khiêu chiến mày. Lem Pheng. Pheng Jin, phải là thằng nào gọi là Pheng Jin. Kìa, kinh ấy. Ý giờ nó bem kìa. Ủa, làm em ghê vậy. Đấu đa mày luôn đấy. Ui, nó thần dương vô cấp kìa. Ý, cái trường này đẹp phết này, cái trường này quên mất thế. Ở đây, đại lực kim cương trưởng. Tức là nó vòng về sau giống như kiểu xung trận trảm tướng của cái bang ấy, gần giống như thế, nó vụp phát. Này, còn cái trưởng này vào động đất này, anh em nhìn này, cái màn hình nó giật nhé. Ấy, màn hình giật. Tài chính một mà mua ác. Để biết mua ác gì.